Headshots! 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 Dạ mang biệt danh nhanh giái bò. Mày ok anh em, hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục phần 2 nha không? Tuần trước thì đi không có gì hết, nhưng tuần này chúng mình chuẩn bị kỹ hơn. Và lần này các bạn hãy chờ xem mình sẽ được có những gì nha. Mày nhiêu ký, nói nhiêu ký. Trên đường đi thì mình gặp hai người đang câu cá này các bạn. Cá nhiều không chú? Khoảng mười mấy con. Chú này là mất chắc rồi. Để lâu mới dính được. Còn không có con nào đâu. Trắng luôn, con nào đó. Nhỏ nhờ. Vãi loành nè. Sao anh cầm cái lưới kia của con? Chép. Chép anh nhanh, bự không? Nhỏ. Thả nhỏ thả bà đi. Để cho sống. Ok các bạn, trước mặt mình là một con sông ha. Bữa nay nước lớn cũng khá là sâu ha. Bây giờ nhiệm vụ của tụi mình là phải vượt sông qua bên kia bờ để tiếp tục hành trình đi vào tận rừng sâu ha. Băng qua cái rặng dừa nước này nè. Do bị lạc đoàn, mình kiếm một hồi hơi bị lâu luôn. Vượt sông xong mình đi lạc đường. Cho nên nay mình mới kiếm lại được chỗ đơn vị mình đang đóng quân. Thấy tiếng anh em đang chặt củi nha, không biết giặc hay là ta đây. Hiện tại là mình đã tìm về được cái với đơn vị của mình. Thì sau một hồi bị lạc đường với đơn vị thì mình đã tìm về được nơi đơn vị đóng quân. Hiện tại thì về nơi đóng quân mới thì anh em mỗi người một công việc ha. Người thì lấy củi. Tại vì hôm nay mình biết chắc là nước sẽ lớn nha. Vì công việc tìm cá rồi là khó khăn dữ lắm nha. Cho nên là mình có chuẩn bị một số đồ. Đây là một chai trà ha. Trà này lát pha với trà đá nè. Lát pha với nước đá làm trà nè. Rồi đây, một con gà ha. Con gà nãy bắt trong vườn nhà ông anh luôn. Gà nhà nuôi nghe, gà tre nè. Rồi nước đá. Và cuối cùng là bia. Chào bác ơi. Xin chào đồng chí. Chào. Đồng chí làm đến đâu rồi nhỉ? Ừ. Tránh thủ đi đồng chí ơi. Trời sắp tối đấy. Chỗ ngay cái gốc cây này đúng cái phần 1 á. Anh em mình check in. Nhưng mà hiện tại nước mưa nó đã làm mờ. Mình tưởng là nó sẽ không bị mờ nhưng mà ai về nó vẫn mờ. Hiện tại anh em đốt được một đống lửa rất là bự. Chuẩn bị là nướng gà. Ông anh mình giới thiệu là bạn đây là ông anh mình ha. Ông rất là hay nha, một kình ngư. Chiên săn bắt cá chim. Ảnh sẽ phụ trách cái phần đi kiếm thực phẩm về cho anh em. Thực phẩm ở đây thì dồi dào quá trời luôn. Nhưng mà cũng không may là lần nào mình thực hiện clip thì không có được may mắn cho lắm mà nước lớn quá không có cá các bạn ơi. Đây nè, món chính của tụi mình hôm nay là đây nè các bạn. Tại hôm nay nước lớn không, anh em không kiếm được đồ, nhưng mà vậy là cũng đủ vui vậy. Có cá nữa kìa. Cá đâu, cá đâu kìa. Con bả chài được hai con nè, hai con cá nè. Lát nướng cho mình lên đường luôn nghe. Cá sông nghe các bạn, không phải cá nuôi. Headshots, headshots, headshots. Giả mang, trời ơi trời. Nè các bạn xem, nhìn rõ cái khuôn mặt cái thằng giả thú sát sanh nè. Đưa cái mặt lên coi mày, thằng giả thú sát sanh nè. Giết giả mang hai con cá, trời đất ơi. Quăng vô đống lửa luôn rồi kìa. À nè, anh tính làm cái món gì đây anh nhanh? Gà nướng ếch. Gà nướng ớt. Nướng muối ớt hả? Ừ. Anh mình ổng đang chẻ chè để ổng ghim con gà nhá, thẳng nha. Ổng làm nướng muối ớt. Không thể nào thiếu phần được cái muối ớt đâu mấy bạn ơi. Không biết ổng nướng muối ớt sao. Chưa ăn gà nướng muối ớt, ổng nướng bao giờ. Ăn lòng rồi. Mình đính chính lại cho các bạn nghe nha.
ông anh mình đang làm món gà nướng than, gà nướng thành than á. Đừng có tin lời ổng nha, tin lời tôi nha, tôi làm vlog chứ không phải ảnh làm vlog đâu. Trong quá trình chờ mấy anh em làm mồi ha, thì mình tự bày ra một cái trò cho mình giải trí thôi. Mình giải trí thôi, đéo cho con nào giải trí hết á. Bây giờ mình sẽ bắn 4 cái lon bia kìa, bằng cây ná này. Nếu mà mình bắn trúng á, thì tự mình thưởng cho mình 10.000 luôn. Vui chơi có thưởng nha, vui chơi có thưởng nha, tự mình chơi tự mình thưởng cho mình, đéo cho con nào chơi nha. Thằng nào chơi vô thì nó lấy cái tiền của mình luôn á. Một lon. Đổ hai lon. Một quát trúng hai con nhạn. Đó. Nguyên chín tới đầu luôn. À xuống tay nóng đụng. Bây giờ mình quay gà nghe các bạn. Một câu. Ngồi đứng lại nè. Nè là con gà vị thanh niên. Anh em ngượng tay bưng đi đi. À. Đầy khói quá, ngồi sao ngồi gì đâu ngồi. Lát hồi bắt ông nhanh bỏ chảo nướng luôn tụi bay. Thèm quá các bạn ơi. Nghe mùi chịu không nổi. Bây giờ mình phải làm trước mới được. Quá rồi, chạy mở rồi kìa. Anh Hưng chuyển cái lon của đại ca qua đây cho em uống anh Hưng. Đại ca nó hồi vô uống sao đi, cũng để nó hoài ngủ ngắt hết trơn à. Đâu. Đại ca để cái góc kìa. Con gà nó bốc hơi nữa con. Thôi, thử đi. Mình uống bia rồi các bạn. Mời các bạn nha. Hay cửa ra lột da nó ra đi. Nè nè, ăn cái đuôi nè, nó tạo rồi đó. Thấy cái đuôi ra đi. Đây là các món là đồng hương đồng gió nổi nha các bạn. Cá nè. Sao các bạn thấy sao, ngon không? À chảy nè. Hello. Cameraman kim trợ lý số 1. Check in ngay trên clip luôn. Đầu tiên mình giới thiệu với các bạn, đây là anh Nhanh. Biệt danh Nhanh Giái Bò. Còn sau đây lần lượt là anh Hưng, áo xanh. Con lãi lồn đang ăn chảy chó ra luôn này, cái này nè. Về thằng Mạnh lồn châu và tới anh bạn nhỏ này là anh bạn của thằng lãi lồn ở bên sớm qua giao lưu những người anh em thiện lành. Bạn với cà phê Trung Nguyên. Và cuối cùng là tôi, YouTuber Miêu Sa Vành. Gà tới đâu rồi? Vàng rồi đó, thấy chưa ngon không? Nó làm ăn anh nuôi. Ôi. Anh nuôi đơn vị giao cho nấu ăn mà làm vậy à. Quá đẹp. Kiểu này mai đem lên kỷ luật à. Bây giờ mình sẽ quay con gà cho các bạn thấy cận cảnh luôn ha. Cứ thơm giả mang luôn. Chào anh em, làm anh nuôi khó quá. Quay nãy giờ cả tiếng đồng hồ. Bây giờ mới lấy ra được nè. Để mới ngồi đám đó nó nhăn quá rồi. Đám mày luôn. Quá rồi, thấy ngon anh em. Đấy. Má nhịn gà cũng xì bủ luôn á. Gà quay cổ. Má thơm quá. Đó, gà quay cổ đàng hoàng nha anh em. Đó. Quay theo kiểu xưa nha, chứ không phải quay hiện đại như giờ nha anh em. Bồ câu thôi, bồ câu. Đó, quá thơm rồi. Bây giờ mình bỏ đây đi. Bỏ đây đi. Cho anh em đây ca xé đi, tay ca sạch xé đi. Cho anh em xử nó đi. Chứ các bạn thấy sao? Gà ngon không các bạn? Mình ra mình đọc này luôn, rửa nó được. Bồ câu gác bếp, bồ câu gác bếp. Đấy. Đó. Quá. Cái gì rớt đi đây đó ca. Gà đi, dứt đi. Nè. Chơi tới đầu, tới cái đầu. Vô. Nóng quá rồi. Nè. Rồi. Anh nuôi mà phải là. Anh em mình vô nè Mạnh ơi, cầm lon Mạnh ơi. Anh em mình lên cái cho vui vẻ cái coi. Rồi, 1, 2, 3, vô. Hahahaha.
Quá đã. Cũng phải xì một mép nữa. Chừng máy đi. Mới lo người anh em ngon đi. Hả? Cuốn cơn. Dạ bánh chú Đạt, cho anh cưỡng ngồi. Trong lúc anh em mãi mê ăn nhậu, ông anh mình cũng đi chặt vừa nước về uống. Dạ luôn chán vậy. Này được nè. Này vừa ăn nè, vừa ăn để tôi chặt mới hên nè, anh chặt xui quá. Cái kia kìa. Ngon. Ủa sao mày? Sao trông thấy lên lửa kì vậy? Nãy vô nước mà. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục hiệp 2 nào. Nè 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 nè, đâu hết rồi, về tiếp tục hiệp 2 nè. Anh em mới ra ngoài tiếp tế bia vô nè. Bia nè các bạn nha. Đã thùng luôn nha. Tiếp tục vô hiệp 2 nha. Ok, chào tất cả các bạn. Sau một ngày, gần một ngày ăn nhậu say sưa ha, bắt cá đồ này kia ha. Anh em tôi phải vũ sạch những cái gì để mà về nhà thôi. Xình đồ bụi bặm đồ này kia ha. Bây giờ anh em tôi đang ra cái ao kìa để tắm.